quý vị và các bạn, chúng ta cùng đến với trận chung kết bóng chuyền hơi lứa tuổi nữ trẻ 30-40 giữa câu lạc bộ Sở Giáo dục tỉnh Thái Nguyên và câu lạc bộ huyện Định Hóa. Trong set đấu thứ nhất, câu lạc bộ huyện Định Hóa là những người mặc áo xanh quần đen ở phía gần màn ảnh nhỏ của các bạn. Các vận động viên của Sở Giáo dục Thái Nguyên trong trang phục áo trắng đỏ quần đen ở phía xa màn ảnh nhỏ của các bạn. Định Hóa và Sở Giáo dục được đánh giá là những đối thủ xứng tầm của nhau. Như vậy là đã có điểm đầu tiên cho Sở Giáo dục. Cả hai đội bóng khi ở vòng bảng họ đã thể hiện sức mạnh vượt trội, đặc biệt là Sở Giáo dục. Đây là trận chung kết mà mọi khán giả yêu thích bóng chuyền hơi của tỉnh Thái Nguyên đều chờ đợi. Chắn bóng tốt và xuống chắn bóng tốt của Định Hóa. Thêm một tình huống chắn bóng tốt nữa của Sở Giáo dục, và như vậy là Sở Giáo dục có điểm số thứ hai 2-0. Sở Giáo dục Thái Nguyên được đánh giá là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch nội dung bóng chuyền hơi nữ lứa tuổi 30-40. Tại vòng bảng họ đã thắng liền một mạch 3 trận trước các đối thủ công ty Bút Sơn HP, câu lạc bộ bóng chuyền hơi Phường Trưng Vương và công ty Thái Hòa Minh Đức. Sau đó là vượt qua Phổ Yên ở trận bán kết để có mặt tại trận chung kết ngày hôm nay. Trong khi đó ở phía phần sân đối diện, Định Hóa cũng thể hiện sự vượt trội không kém so với những đối thủ còn lại của bảng đấu. Họ thắng thị xã Phổ Hiền, thắng Phú Lương. Và ở trận gặp Phú Bình cuối cùng, khi mà biết chắc mình đã có một vé nhất bảng vào chơi trận bán kết, họ đã chủ động nhường lại sân chơi cho Phú Bình để giữ sức cho những cây công chính của mình tại trận chung kết ngày hôm nay. Chắn bóng tốt, một tình huống chắn bóng tốt của Định Hóa, và như vậy đã có điểm cho Định Hóa 1-3. Như vậy là 1-4. Cho Định Hóa. Một tình huống xử lý trên lưới không thành công của chuyền hai bên phía Sở Giáo dục. Điểm cho Định Hóa 2-4. Hai đối thủ được đánh giá là ngang tài ngang sức, và chúng ta hãy cùng chờ đợi xem trong trận chung kết này đội bóng nào sẽ là đội bóng giành phần thắng, đội bóng nào sẽ là đội bóng lên ngôi vô địch. Đó sẽ là một niềm vinh dự rất lớn. Hàng chắn của Sở Giáo dục đang tỏ ra khá nguy hiểm, và các vận động viên bên phía Định Hóa đã thường xuyên sử dụng những tình huống bỏ bóng. Bóng vẫn còn, những tình huống phòng thủ hết sức tập trung. Bóng trong sân, một tình huống xoay rất hay của vận động viên mang áo số 8. Cây công mang áo số 8 đã được nhắc đến rất nhiều trong những trận đấu tại vòng bảng và trận bán kết gặp thị xã Phổ Yên. Khả năng tấn công đa dạng, phòng thủ linh hoạt, chị đang tỏ ra là một trong những vận động viên được đánh giá nguy hiểm nhất cho mọi đội bóng. Rất hay, một tình huống ngõ thủ tập trung. Vận động viên áo số 10 bên phía Sở Giáo dục ngõ thủ tập trung cho tình huống vừa rồi.
Và tình huống đánh bóng hay. Sau tình huống lót thủ tập trung thì vận động viên màu số 10 đã có một tình huống đánh bóng ghi điểm cho Sở Giáo Dục. 6-2 cho Sở Giáo Dục rồi. Có lẽ là bóng sẽ ra ngoài. Rất đáng tiếc của vận động viên hàng sau bên phía Sở Giáo Dục đã nỗ lực cứu bóng cho tình huống vừa rồi. Có lẽ là chị nghĩ rằng bóng nó chạm tay hàng chắn. Hết hơi. 3-6 cho Định Hóa. Một tình huống xử lý bỏ nhỏ không thành công của Sở Giáo Dục. Ý đồ là tốt, nhưng việc thực hiện ý đồ lại là một chuyện khác. Nếu như trái bóng đó sang sân thì có lẽ là đã có điểm cho Sở Giáo Dục. Nhưng mọi chuyện không như vậy. Vẫn còn một tình huống phát bóng đầy khó chịu. Cách biệt bây giờ là không lớn, 2 điểm. Như vậy là sự không hiểu ý nhau của Định Hóa đã mang về điểm số thứ 7 cho Sở Giáo Dục. Vận động viên màu số 8 bên Sở Giáo Dục có khả năng xử lý được bằng cả hai tay. Đây là lần đầu tiên Sở Giáo Dục có đội bóng góp mặt trong giải đấu bóng chuyền hơi tỉnh Thái Nguyên. Và họ mang đến thực sự nhiều điều bất ngờ. Quy tụ những gương mặt sáng giá, nhưng vận động viên được đánh giá rằng có chất lượng tốt. Một tình huống bóng leo lưới nhưng không qua. Điểm cho Định Hóa 5-7. Khoảng cách vẫn là 2 điểm. Xử lý hay, một tình huống lắc cổ tay khi màn chắn của Định Hóa đã theo rất sát. Kinh nghiệm đã lên tiếng trong pha bóng vừa rồi. Điểm cho Sở Giáo Dục 8-5. Bóng ngoài sân. Điểm tiếp theo cho Sở Giáo Dục 9-5. Tình huống đánh bóng rất hay, hàng thủ của phía Định Hóa nó phòng thủ tốt trong tình huống vừa rồi, mặc dù chỉ phòng thủ với một chân, một tay. Bây giờ vậy tình huống phòng thủ bằng chân của vận động viên bên phía Sở Giáo Dục không thành công. Điểm cho Định Hóa 6-9. Những tình huống ăn miếng trả miếng của cả hai đội. Định Hóa theo chắn với ba chắn, và khi quan sát thấy ba chắn thì việc đưa ra tình huống xử lý bỏ nhỏ là hợp lý. Điều đó đã mang về điểm số thứ 10 cho Sở Giáo Dục. Sự lạnh lùng và cái đầu tinh quái. Điều đó đã giúp vận động viên mang áo số 8 trở nên nguy hiểm hơn. Chúng tôi quan sát trên sân hôm nay thì Định Hóa cũng thiếu vắng đi cây công chủ lực của họ. Không hiểu vì lý do nào đó, vận động viên mang áo số 9, một trong những vận động viên được đánh giá có khả năng tấn công tốt về phía của phía Định Hóa hôm nay vắng mặt. Đó sẽ là bất lợi rất lớn đối với Định Hóa khi mà họ đang phải đối đầu với ứng cử viên được đánh giá rằng sáng giá nhất cho chức vô địch 11-7 rồi. Các bạn đang theo dõi phần bình luận trên kênh Thể thao Thái Nguyên. Các bạn hãy ủng hộ kênh bằng việc ấn đăng ký, like và chia sẻ. Thể thao Thái Nguyên sẽ luôn đồng hành cùng các bạn trong những giải bóng chuyền của tỉnh Thái Nguyên, của các địa phương trong tỉnh và của các tỉnh cụm khu vực phía Bắc.
Đồng thời diễn ra với trận chung kết này còn có trận chung kết ở lứa tuổi nữ trên 46 và nam trên 56. Một tình huống đánh bóng ra ngoài và chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật những trận bóng đó đến quý vị và các bạn. Như vậy là đã có điểm số thứ 13 cho Sở Giáo dục, một cách biệt tương đối lớn được tạo ra ở nửa đầu của xếp đấu thứ nhất, khoảng cách là 6 điểm. Với những diễn biến của xếp đấu thứ nhất thì cơ hội cho Định Hóa là khá ít. Một tình huống bỏ bóng không thành công. Như vậy là đã có điểm cho Định Hóa 8-13. Một tình huống chuyền hơi khó. Xử lý an toàn trong tình huống vừa rồi là điều cần thiết. Những tình huống bỏ bóng như vừa rồi rất khó để có thể mang lại điểm số. Một tình huống đánh bóng tốt. Bóng đánh quá lực, xoay vào vị trí Y, khai thác vị trí số 1 bên chuyền sân của Định Hóa. Điểm 14 mang về cho Sở Giáo dục 14-8. Thực sự là Định Hóa chưa tạo được bất ngờ. Những gì mà Sở Giáo dục làm được cho tới thời điểm này là rất đáng ghi nhận. Định Hóa chưa tạo được cái bất kỳ bất ngờ nào cả. Hai tình huống đánh bóng liên tiếp của đội bóng số 8, lưới đã dùng nhưng không có tiếng còi. Bỏ bóng rồi, lần này chắc chắn sẽ có điểm. Không có, rất tuyệt vời nỗ lực phòng thủ của các quân viên bên phía Định Hóa. Lần này thì có điểm khi bóng được chuyền sang vị trí số 2. Vận động viên mang áo số 2 tấn công ghi điểm cho Sở Giáo dục 15-8. Những tình huống bỏ nhỏ như vừa rồi rất khó để có thể có điểm. Sở Giáo dục đi rất kín sân. Các vị trí trên sân của Sở Giáo dục di chuyển rất khớp. Một tình huống tấn công hay. Ngoài cây công chính mang áo số 8, những cây công bên phía Sở Giáo dục cũng đang tỏ ra sắc bén không kém. Vận động viên mang áo số 9, số 10. Như vậy là Định Hóa phải xin dừng hội ý ở xét đấu thứ nhất. Khi điểm số đang là 8-16. Quý vị và các bạn, chúng ta cùng quay trở lại với những diễn biến tiếp theo của xếp đấu thứ nhất khi điểm số đang là 8-16 nghiêng về Sở Giáo dục. Rất hay, liên tiếp là hai tình huống ghi điểm của vận động viên mang số 10 bên phía Sở Giáo dục. Sở Giáo dục có sự thay đổi người khi mà điểm số cách biệt đang là rất lớn, 17-8, khoảng cách là 9 điểm. Họ đã thay những nhân sự mới giúp cho các vận động viên của mình có điều kiện để cọ sát. Những diễn biến không thực sự căng thẳng khi mà sự chênh lệch là lớn. Như vậy là đã có điểm cho Định Hóa. Các trọng tài đã bắt lỗi vị trí đối với Sở Giáo dục. Chúng ta hãy cùng chờ đợi kết quả cuối cùng. Như vậy là đã có điểm cho Định Hóa 9-17. Sau khi thay nhân sự thì vận động viên vừa vào sân có lẽ là chưa bắt nhịp được cùng trận đấu.
2 điểm cho Định Hóa 10-17. Mặc dù vậy thì khoảng cách vẫn còn là rất xa. Các vận động viên của Định Hóa cần phải thực sự nỗ lực nếu họ muốn có được một kết quả tốt. Rất hay tình huống xử lý của chuyền hai bên phía Sở Giáo dục. Chỉ chạm một phần của bàn tay vào phía dưới quả bóng để giúp quả bóng đổi hướng. Điều đó đủ khó để có thể có điểm. Thêm một tình huống cái nếu như chắn không theo sát và để cho vận động viên mang số 8 có những cơ hội như vừa rồi thì sẽ rất khó cho Định Hóa. Định Hóa đánh bóng ra ngoài. Điểm số thứ 20 cho Sở Giáo dục. 20-10. Bóng vẫn còn, liệu đây có phải là tình huống cuối? Bóng vẫn còn. Phòng thủ tập trung. Như vậy là đã có điểm cho Định Hóa. Trọng tài bắt lỗi chạm lưới của Sở Giáo dục. 11-20. Khoảng cách là quá lớn. Cơ hội không phải là không còn, nhưng đó thực sự phải là một kỳ tích. Đúng là như vậy. Sở Giáo dục đã giành chiến thắng trong set đầu thứ nhất khi điểm số là 21-11. Chúng ta cùng quay trở lại với những diễn biến của set đầu thứ hai sau ít phút. Chúng ta cùng quay trở lại với những diễn biến của set đầu thứ hai. Trong set đấu thứ hai thì Sở Giáo dục và những người ở phía gần màn ảnh nhỏ của các bạn, Định Hóa ở phía xa màn ảnh nhỏ của các bạn. Một tình huống bỏ bóng không thành công, điểm cho Định Hóa 1-0. Một tình huống xử lý cũng 1-0 tốt của vận động viên áo số 2 bên phía Định Hóa. Điểm cho Sở Giáo dục 1-1. Những tình huống bỏ nhỏ qua hàng chắn đang được khai thác triệt để và điều đó mang lại hiệu quả. Điểm cho Sở Giáo dục 2-1. Một tình huống xử lý tốt của Định Hóa, điểm cho Định Hóa 2-2. Và đội viên hàng sau bên phía Sở Giáo dục đã không kịp yểm hộ trong tình huống vừa rồi. Những tình huống xử lý bước 1 không tốt. Có đến 3 tình huống xử lý bước 1 không tốt của Định Hóa. Đang có sự căng cứng nhất định từ phía các vận động viên của Định Hóa. Chắn bóng ngoài sân. Điểm 3-0. Định Hóa cần phải thực sự khởi sắc thì mới mong có được những kết quả có lợi trong set đấu thứ hai này. Rất tỉnh táo và tinh quái khi mà phần cuối sân của Định Hóa trống thì chỉ cần một tình huống gõ bóng đủ lực, bóng đi đủ khó để có điểm cho Sở Giáo dục 4-3. Kinh nghiệm đã được lên tiếng. Tình huống xử lý không qua lưới của Định Hóa. 5-3. Lót thủ hàng trên của Sở Giáo dục là tập trung. Chuyển rất khó. Chuyển như vừa rồi sẽ rất khó để có thể đánh được quả bóng. Việc đưa bóng sang sân cũng là một điều không dễ rồi. Phòng thủ tốt. Đánh bóng ngoài sân. Điểm cho Sở Giáo dục 6-3. Sở Giáo dục đang bon bon trên đường đến với chức vinh quang.
đến với ngôi vị cao nhất của giải đấu. 7-3. Họ thể hiện sức mạnh vượt trội ở vòng bảng và trận bán kết. Trong trận chung kết cũng vậy. Ở lứa tuổi 30-40 dành cho nữ, một tình huống phòng thủ không tốt của Định Hóa điểm cho Sở Giáo Dục 8-3. Ở lứa tuổi 30-40 dành cho nữ, Sở Giáo Dục đang chứng tỏ mình là một thế lực của bóng chuyền hơi tỉnh Thái Nguyên. Rất khó để có thể có được bất ngờ. Những tình huống xử lý không cần nhiều sức mạnh nhưng nó đủ độ khó và sự tỉnh táo. Điểm cho Sở Giáo Dục 9-3. Những tình huống bỏ bóng như vừa rồi rất khó để có thể có điểm. Vẫn còn. Định Hóa không có một cây công thực sự sắc trong trận đấu ngày hôm nay. Điều đó đã lấy đi của họ rất nhiều cơ hội. Điểm tiếp theo cho Sở Giáo Dục 13. Một trận chung kết khá chênh lệch. Các cổ động viên của Sở Giáo Dục đang tỏ ra hết sức vui mừng. Niềm tin họ dành cho các vận động viên của mình, đội bóng của mình là rất lớn. Vẫn còn, rất tuyệt vời. Như vậy là Sở Giáo Dục đánh bóng chưa có lưới và điểm cho Định Hóa 4-10. Rất hay, một tình huống đánh bóng chéo sân có lực của vận động viên áo số 10. Trong ngày hôm nay, vận động viên áo số 10 đang thi đấu hết sức hưng phấn. Những tình huống của chị luôn luôn mang đến sự ổn định và có độ nguy hiểm nhất định. Rất tiếc, một tình huống phát bóng không có lưới của vận động viên áo số 5. Điểm cho Định Hóa 5-11. Khó rồi, một tình huống chuyền hơi khó. Vận động viên ở vị trí số 4 của Sở Giáo Dục đã cố gắng để xử lý bóng không qua lưới, nhưng đó là một chuyện không dễ dàng với tình huống chuyền rất khó của chuyền 2 bên phía đồng đội mình. Một tình huống xử lý 1-0 tốt. Bóng chạm sân, vận động viên hàn thủ của Sở Giáo Dục đã đứng bó vào phía trong. Quan sát thấy sân của Sở Giáo Dục đang trống và đó là điểm duy nhất có thể khai thác để có điểm. Bóng vẫn còn. Không thực sự hiểu ý nhau của chuyền 2 và vận động viên hàng công bên phía Sở Giáo Dục. Như vậy đã có điểm cho Sở Giáo Dục bởi một tình huống nỗ lực cứu bóng của chuyền 2. 12-7. Những tình huống đánh bóng bỏ hai bên lưới đã không mang lại hiệu quả. Đây là tình huống thứ hai mà vận động viên hàng sau, vận động viên mang áo số 5 của Sở Giáo Dục phòng thủ không thành công. Điểm cho Định Hóa 8-12. Thank you.
Ít phút vừa qua, Định Hóa đang cho thấy sự ổn định hơn. Mặc dù vậy thì với những tình huống đánh bóng hỏng như vừa rồi, họ đang lấy đi dần những cơ hội của mình. 13-8 cho Sở Giáo dục. Bóng ngoài sân. Rất tiếc. Điểm cho Sở Giáo dục 14-8. Chắn bóng ra ngoài. Điểm cho Định Hóa 9-14. Phòng thủ tuyệt vời. Tình huống chuyền bóng khá khó. Mặc dù vậy thì pha xử lý của vận động viên mang số 8 bên phía Sở Giáo dục. Như vậy là Sở Giáo dục có sự thay đổi người. Vận động viên mang số 5 ra sân, vận động viên mang số 7 vào sân. Rất hay. Một tình huống chuyển bóng hơi đổ nhưng một đội mang áo số 10 đã xử lý tốt tình huống vừa rồi. Chắn tốt. Định Hóa đang theo chắn rất sát. Bóng vẫn còn. Như vậy là bóng ra ngoài. Một tình huống lách chắn. Bóng đi có lực. Đủ đã khó, rất tiếc là bóng đi ra ngoài một chút xíu thôi. Như vậy nó có điểm cho Định Hóa 10-15. Bóng vẫn còn, nỗ lực phòng thủ tuyệt vời. Rất nhanh trong tình huống vừa rồi, lần này thì không được rồi. Những tình huống khai thác hai biên của Định Hóa đã mang lại hiệu quả. Họ có điểm số thứ 11, 11, 15. Khó rồi. Nhưng tình huống xử lý bước 1 của Định Hóa là không thực sự tốt trong trận đấu ngày hôm nay. Điểm cho Sở Giáo dục 16-11. Các bạn hãy xem phần bình luận trên kênh Thể thao Thái Nguyên. Rất mong được sự ủng hộ của các bạn bằng việc ấn đăng ký, like và chia sẻ. Chúc các bạn có thật nhiều niềm vui, sức khỏe và hạnh phúc trong cuộc sống để đón xem những trận đấu hay hấp dẫn mà Thể thao Tây Nguyên sẽ gửi tới quý vị và các bạn. Đã có điểm số thứ 17 cho Sở Giáo dục 17-11. Sở Giáo dục đang rất gần với chiến thắng. Thêm một tình huống đánh bóng hỏng của Định Hóa 18-11 rồi. Bóng ngoài sân. Điểm cho Định Hóa 12-18. Như vậy là Sở Giáo dục có sự thay đổi người. Vận động viên mang áo số 9 ra sân, vận động viên mang áo số 6 vào sân. Ban huấn luyện của Sở Giáo dục đang cố gắng để các vận động viên của mình đều được tham gia trong trận chung kết. Đó thực sự là những động viên rất lớn, những khích lệ rất lớn từ phía ban huấn luyện. Nhãn quan của những nhà lãnh đạo. Điều đó thực sự mang đến nguồn động lực rất lớn cho các vận động viên của mình ở phía dưới sân. Với cục diện trận đấu đã gần như được ngã ngũ thì việc tạo điều kiện cho các vận động viên của mình có được cơ hội tiếp cận với những trận đấu như thế này là một điều cần thiết.
Bóng ngoài sân, điểm cho Sở Giáo Dục 20-12. Anh Thảo ơi, đây có lẽ sẽ là điểm cuối của set đấu thứ hai và là điểm cuối của cả trận chung kết này. Nếu như Sở Giáo Dục có thể ghi điểm. Một tình huống xử lý của chuyền 2 làm nhỡ nhịp của vận động viên hàng trên. Vận động viên đã rất nhanh trong việc lót thủ trong tình huống vừa rồi, bóng vẫn còn. Rất nhiều cơ hội cho Sở Giáo Dục. Một tình huống đánh bóng tốt như vậy, vận động viên mang áo số 10 vẫn chưa thể mang về chiến thắng cho Sở Giáo Dục. Lần thứ hai, điểm thuộc về Định Hóa. Những nỗ lực của Định Hóa là đáng ghi nhận. 13-20. Thể thao là như vậy, nỗ lực và nỗ lực không ngừng. Nếu như bạn muốn là người chiến thắng với một đối thủ mạnh, việc không ngừng nỗ lực và tập trung, điều đó có thể sẽ mang lại hiệu quả. Chắn bóng tốt, một tình huống chắn bóng tốt của Định Hóa. 14-20. Trận đấu vẫn chưa thể kết thúc. Cơ hội dành cho vận động viên mang số 10 đã có tình huống chạm lưới. Chính xác, đã có tình huống chạm lưới của Định Hóa. Và trận đấu thứ hai đã kết thúc. Phần thắng nghiêng về Sở Giáo Dục. Xin chúc mừng các vận động viên của Sở Giáo Dục.